Thời gian qua, người dân sinh sống trên địa bàn xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên phản ánh về việc tuyến đường liên xã Hướng Thượng, Nam Hòa đã xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và đời sống của người dân, đồng thời đề nghị các đơn vị chức năng cần có giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp của tuyến đường. Đây là tuyến đường nối đường động lực thành phố Thái Nguyên với quốc lộ 17 có chiều dài khoảng 3 km, chạy qua địa bàn hai xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên và xã Nam Hòa của huyện Đồng Hỷ. Trước đây, khi đường động lực chưa hoàn thành thì mật độ người và phương tiện hoạt động trên tuyến đường này còn ít. Nhưng từ sau khi có đường động lực, số lượng người và phương tiện đi lại đã tăng lên đáng kể. Ngoài ra, hơn một năm nay, đây cũng là tuyến đường vận chuyển các loại nguyên vật liệu để phục vụ thi công một số dự án trên địa bàn xã Hướng Thượng, nên thường xuyên có xe tải qua lại, dẫn đến nhiều vị trí trên tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng. Vấn đề này đã và đang gây ra nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân. Bây giờ nó có cầu là cái đường này là chính, thế cho nên là đi rất nhiều xe. Thế mà đường thì vẫn là đường tạm thôi. Trước đây là chỉ có làm bê tông xong thì là có giải nhựa nhưng mà giải nhựa mỏng. Ở đây thì chúng tôi đi lại thì rất là bẩn, nhất là trời tối. Chỗ này rất là nguy hiểm. Học sinh ra đây là mấy lần tai nạn chỗ này. Các tuyến đường chạy cao nó đi qua đây rồi này. Thế dân làng các cứ ở trong này có mấy xóm ở trong thôn làng đi học qua đây. Đoạn đường này từ lúc nó làm mấy cái dân cư ở đây thì là nó xuống cấp nhiều. Đường nó nát, mưa gió bẩn lầy lội, đường này nó trơn thì lúc trẻ con đi học nó hay ngã. Trước thực trạng xuống cấp của tuyến đường, để giảm bớt khó khăn và đảm bảo việc đi lại cho người dân, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng đã huy động các nguồn lực xã hội hóa và tận dụng các nguyên vật liệu sẵn có trên địa bàn để san lấp các vị trí bị xuống cấp. Tuy nhiên, nguồn lực của địa phương còn nhiều hạn chế nên cũng chỉ có thể thực hiện khắc phục ở một số vị trí xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng đây cũng là giải pháp tạm thời. Vì chỉ được một thời gian ngắn, việc xuống cấp lại tái diễn. Trong quá trình thực hiện dự án, các cái xe vận chuyển thường xuyên lưu lượng lớn dẫn đến là cái việc nó xuống cấp. Tạm thời là dùng các vật liệu như bây để và đất đá vật liệu tại địa phương để chúng tôi khắc phục những cái điểm xung yếu của tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra tai nạn. Tuyến đường này thì đối với địa phương đánh giá thì cũng rất quan trọng. Nó là cái tuyến giao thông gần như huyết mạch để kết nối với các cái vùng sản xuất chè rồi là các cái vùng lân cận sang tỉnh bạn đi Bắc Giang. Đấy, thế thì trên cái tinh thần đó thì cái tuyến đường đó thì cũng rất quan trọng để cho bà con giao lưu thương mại rồi là học tập những cái mô hình đấy rồi là trao đổi lưu thương hàng hóa. Xã Hướng Thượng cũng đã có công văn báo cáo thành phố Thái Nguyên về vấn đề xuống cấp của tuyến đường, khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Địa phương đề nghị thành phố sớm quan tâm hỗ trợ, có giải pháp để nâng cấp sửa chữa tuyến đường, đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời đáp ứng tiêu chí số 2 của đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Hướng Thượng, giai đoạn 2021-2025. Trước hết thì thành phố cũng đã cân đối được cái nguồn từ cái nguồn mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì cũng đã tiến hành là cho đầu tư thi công cái tuyến đường mà từ cầu treo đến giáp với ranh giới quy hoạch khu đô thị số 1. Đấy, thì hiện nay cũng là thi công nó cũng là cái tuyến đầu của cái đoạn đường kết nối. Đấy, thế còn cái đoạn mà từ kết nối từ đường động lực đi xã Nam Hòa thì đến nay thì cũng thành phố thì cũng đang xem xét. Chính quyền địa phương cũng mong muốn là các cấp thì cũng tạo điều kiện mà bố trí làm sao là có nguồn vốn sớm đầu tư đấy, cái con đường kết nối để cho tạo điều kiện cho các cái mạng lưới giao thông của xã Hướng Thượng nói riêng cũng như là các vùng lân cận nói chung kết nối với tuyến đường động lực để góp phần phát triển về xã hội để đảm bảo cái giao thông đi lại cho bà con. Từ sau khi dự án tuyến đường động lực vào cầu Hướng Thượng được hoàn thành, đã mở ra một cơ hội phát triển kinh tế xã hội rất lớn cho địa bàn xã Hướng Thượng. Tuy vậy, hệ thống giao thông kết nối từ các khu vực sinh sống và sản xuất của người dân với tuyến đường động lực còn nhiều hạn chế, nên chưa thể phát huy hết được những lợi thế từ dự án tạo ra. Hy vọng rằng vấn đề này sẽ được quan tâm giải quyết, để người dân đi lại, sản xuất được thuận lợi hơn, đời sống được nâng cao, kinh tế xã hội địa phương ngày một phát triển. Ngày 13 tháng 3, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên tổ chức cho lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2024, tham quan và dâng hương tại di tích khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội Thanh niên xung phong 915.
đoàn đã đến dâng hương và tham quan nhà truyền thống, nghe giới thiệu về khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội Thanh niên xung phong 915, tìm hiểu và tham quan không gian văn hóa trà Tân Cương. Qua chuyến tham quan tìm hiểu thực tế, giúp các học viên có thêm kiến thức bổ ích về thực tiễn lịch sử truyền thống, văn hóa địa phương, góp phần phát huy giá trị truyền thống lịch sử, niềm tự hào của quê hương cách mạng. Đồng thời, qua buổi tham quan còn góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú, không ngừng rèn luyện phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Với mục tiêu phấn đấu diện tích gieo cấy các giống lúa chất lượng cao, giống lúa đặc sản, sản xuất lúa, áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ đạt trên 50% tổng diện tích, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh khuyến khích bà con đưa các giống lúa lai, lúa thuần có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất như G02, nếp vải, nếp thầu dầu, SL8H, GS9, TH37, TH35, BTE1. Các giống lúa phù hợp với đặc điểm đất đai, khí hậu, khả năng canh tác của từng địa phương vào sản xuất nhằm tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Khảo sát cho thấy hiện diện tích lúa giống mới, chất lượng cao chiếm từ 50 đến 70% tổng diện tích trồng lúa tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Thái Nguyên chính thức đưa vào vận hành cổng thông tin du lịch thông minh tại địa chỉ http://mai-thai-nguyen.vn. Cho đến thời điểm hiện nay, hệ thống cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên đã cung cấp các tính năng tìm kiếm đa dạng, đáp ứng cơ bản nhu cầu của du khách như tin tức, lưu trú, ẩm thực, điểm đến, cửa hàng, lịch trình, giải trí và tiện ích. Đây là nỗ lực lớn của tỉnh cũng như các cán bộ công chức viên chức ngành du lịch trong thực hiện giải pháp du lịch thông minh bằng ứng dụng công nghệ số nhằm xây dựng ngành du lịch chất lượng cao, đưa du lịch tỉnh Thái Nguyên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hệ thống cổng du lịch thông minh Thái Nguyên vừa được hoàn thiện bao gồm website mai-thai-nguyen.vn và ứng dụng Thái Nguyên Tourism, hoạt động trên các thiết bị di động. Thông tin mới nhất về du lịch Thái Nguyên, về các điểm đến cùng hơn 160 cơ sở lưu trú, 112 nhà hàng, 132 trạm xăng, gần 100 điểm ATM, hơn 130 điểm bệnh viện, nhà thuốc, các tuyến xe buýt liên tục được cập nhật trên hệ thống. Bước đầu đáp ứng được những cái nhu cầu về thông tin cũng như cái công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá về du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Song song với đó thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái đóng góp, những cái tham gia ý kiến, và đặc biệt là trong đó là những cái ý kiến tham gia của những cái đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành cũng như là những người dân, những du khách, những cái người quan tâm đến du lịch Thái Nguyên trong và ngoài tỉnh, cơ quan chức năng quản lý ở các địa phương thì cũng có những cái trao đổi đóng góp. Thì chúng tôi đánh giá là đến thời điểm hiện nay thì cũng đã đảm bảo được các yêu cầu đề ra. Xu thế sử dụng công nghệ thông minh trong lĩnh vực du lịch chính là để chia sẻ, đổi mới, sáng tạo những trải nghiệm du lịch của du khách. Chính vì vậy, việc tiếp tục tăng cường các tính năng sẽ giúp hệ thống hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả cao nhất. Minh chứng là khu di tích ATK Định Hóa đã nâng cao vị thế của một quần thể di tích quốc gia đặc biệt có diện tích lớn nhất Việt Nam và dần trở thành điểm đến du lịch bậc nhất của Thái Nguyên thông qua chuyển đổi số. Theo đó, địa điểm, thông tin du lịch của khu di tích được tích hợp với bản đồ số và cập nhật trên cổng thông tin du lịch thông minh của tỉnh vô cùng sống động và tiện dụng. Giai đoạn 1 được quan tâm hỗ trợ của tỉnh, sở văn hóa, sở thông tin truyền thông cũng đã có cái việc mà xây dựng được cái bản đồ map 360 độ. Thì nó sẽ có tự động để hướng dẫn du khách khi đi đến các điểm di tích, nó sẽ thuận lợi hơn. Còn trong giai đoạn tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là có sự quan tâm để đầu tư tiếp cho những cái chương trình giới thiệu về những cái điểm di tích có ứng dụng công nghệ thông tin để nhân dân, để du khách khi mà tìm hiểu về khu tích nó sẽ được dễ dàng, thuận lợi. Chúng tôi cũng xác định là phải tiếp tục tập hợp, nắm bắt cũng như là có cái sự tương tác kịp thời đối với các đối tượng để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp. Cái thứ hai nữa là thường xuyên cập nhật đầy đủ những cái thông tin mang tính chất thời sự để có thể lựa chọn cái quyết định của mình để đi đến Thái Nguyên. Phải kết nối tuyên truyền cái địa chỉ của cái cổng thông tin du lịch thông minh này một cách rộng rãi hơn, không chỉ trên địa bàn tỉnh, không chỉ trên địa bàn toàn quốc mà thậm chí còn phải lan tỏa ra cả nước ngoài.
Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên là bước ngoặt mới trong công tác chuyển đổi số, góp phần quảng bá du lịch Thái Nguyên theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp hóa. Vì vậy, trước khi đến với Thái Nguyên, du khách chỉ cần truy cập vào địa chỉ mythainguyen.vn qua website, qua app trên thiết bị di động là có thể lên ngay lịch trình du lịch của mình trên mảnh đất xứ Trà. Trong mục phản hồi bình luận sẽ là nội dung công văn số 1121 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục duy trì bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đồng thời tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Thủ trưởng các sở ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, kiên trì trong việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phải báo cáo trung thực, đúng, đủ số liệu tai nạn giao thông, phản ánh đúng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng đề án lắp đặt hệ thống camera giám sát, hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch tổng kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, các nhóm hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.